Hello, chào anh em nha. Hôm nay nước cái chỗ mấy em quay bữa nè, cách đây cũng 3 hôm nữa. Nói chung là 2 ngày trước thì ngày nào cũng được 20 thôi nè, bắt rắn rắn cũng được 20, cũng 9-10 giờ mới về. Ban đêm thì buổi chiều thì có bữa em đi có bữa không, tại vì trời nó mưa thì thôi ở nhà luôn, chứ mưa to thì chim nó không bay đó nè. Rồi sáng em mới ra, mới đặt máy lúc 5:30 á đó. Thì cái nước ngập cái rồi cái em lỗi cái nên thấy không, thì trong lưới của em thì có một tay mình ông gọi một tay là hai tay sợ 15 nha anh em. Nếu mà mình đánh rẻ thì tốt nhất là anh em nên đặt sợ 13 thì nó sẽ rất là hiệu quả nha anh em. Không thấy con chim nào về, đang ngồi chờ đây. Tại vì là thật sự nếu đồng nó không có chim á nè, có thì mình cứ về nó đảo đảo rồi nó đậu, thì nó nghe lúc mình tiếng nó dèo á thì nó sẽ nhảy lên trên lưới. Mà giờ nước quá nó cũng không đậu được, nếu có nó cũng về, nó đảo đảo rồi cũng đậu được. Nhưng mà không thấy chim nè, có em quay anh em thấy không có chim đâu. Thì từ ngay chỗ này nè đó, ngay chỗ cây sào này tới qua bên này á đó, qua tới bên này lần nè đó là 50 mét, là lưới đó là lưới sợ 15 nha nè, mắc 8 sợ 15. Nhưng mà con rẻ nó thấy nó né hết, nó không có dính lùa mà nó còn vượt lên được á nè. Nên là nhưng mà đợt năm này á, rẻ nó về ít quá, nó chưa có về nên là chưa có rẻ rớt bãi với lại bãi nước nè anh em. Nếu mà nó rớt bãi xong rồi là chạy lùa vui lắm mà được nhiều. Rồi hình như có chim về đó, người ta đâu tít một hơi, nhưng khi có 2 con nó kêu đó anh, biết có về không. Không có chim bay, nó chỉ bay lần 1 con 2 con, trên ngay chỗ loa đang dính 1 con nữa đó nè, nó về lần 1 con 2 con thôi, chứ nó ngay chỗ loa đây đấy, nó có dính 1 con ở nơi đấy, nó về lai ra vậy chứ nó không có bay bay. Thì sáng giờ thì em cũng bắt là lai ra 3-4 con 5-7 con vậy nè, thì cũng được tầm gần 20 rồi đó. Em đang ráng kiếm thêm 20 về chứ cũng chả ở lâu chi cho cực. Đây không biết là 20 chưa đâu, cũng không đếm kỹ nữa. Đây có được 2 cò, sáng nay em không đánh cò cũng dính cò, tại vì đồng núi cái này nè, trên này đánh thì đẹp nha, mà giờ lên giờ xuống cực lắm. Thì đây đây gần 20 rồi đấy nè, 19 20 gì rồi em cũng không biết rõ nữa đấy. Thì bây giờ đồng này nó đẹp không anh em, nó đánh này đẹp rồi, nhưng mà nó cứ mưa lên rồi cái nắng xuống, khi nắng thì dưới này lại rất là đẹp, chứ còn trên này nó khô lắm, trên này nó khô thì không làm gì được đó. Thì bây giờ em vẫn cứ triển khai, bây giờ là tính ra là 300 mét, thì 100 mét là lưới nhắt hoa sợi 15 là tôi chẳng có được gì. Anh em nhìn ngay loa này, trên loa nó có một con rẻ nó dính rồi nha đó. Rồi em quay cho anh em xem nè. Đó anh em thấy không, đó nó dính con én mà làm tưởng con chim. Đây con rẻ nó dính đây nha anh em, thầy em hơi rung cho nào ta. Đây ngón tay con rẻ nó dính trên đầu ngón tay nha anh em, thoại lấy nét kém quá, dính giữa màn hình luôn nha. Đó phía trên cái lò có một con rẻ đang dính đấy. Đó, bây giờ thôi tình hình này thấy trời nó mát mát dịu dịu đây, không biết có bay không, không thấy chim về nè, mưa rồi nhưng mà không thấy nó con nào về hết. Bây giờ ngồi chờ thôi. Thôi chào anh em nha, em kiếm ráng ráng cỡ 20-20 mấy rồi về, chứ giờ không đủ công nữa. Giờ chào anh em nha, nhà trong làng xa lắm, nó vui chứ tí nữa chắc cũng được, cỡ nào thì nó cũng phải được thôi, tại do mình có chịu khó không thôi. Chim ít thì mình chịu khó nhặt xiên nhặt thì chặt bao anh em ạ. Thôi chào anh em nha.